cho nói được. Không nói được. Đi xuống nha. Nói gì? Ai thôi. Tức là anh bỏ tủ lạnh đúng không? Ôi, có xương cũng sắc được. Kìa. Bà hả? À. Xong để có cà phê phố cổ Thánh Thắng Đánh Thắng Dề Ngũ Sắc. Thì mãi không thấy không chỗ nào thấy chỗ nào bạn đi bạn chấm chéo rồi. Chắc ở dưới này. Đây có cả thạch răng, cà phớ. Đường gỗ. Chè, trà san tuyết, trà san tuyết quả vui, quán cà phê đèn xinh, mất sàn. And they don't even say sorry. Em đang đi đọc vậy anh ạ. Lễ hội hoa tam giác mạch kìa. 28 tháng mấy ấy? 28 tháng 10 ấy sao?